Pinu.vn giới thiệu dòng pinu nguồn BOC với mã sản phẩm là Tadizan TL5930. Đây là một viên pin chính hãng được bảo hành sử dụng 6 tháng tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, website pinu.vn hoặc website pinu.com. Để được bảo hành 6 tháng chính hãng thì trên viên pin phải có dán tem bảo hành của đơn vị là công ty Tràng An. Viên pin này với kích thước khoảng 34mm x 61.5mm cho một viên và điện thế là 3.6V, thành phần lithium không sạc dùng để nuôi nguồn memory backup, dòng dung lượng 19.000 mAh. Viên pin có xuất xứ Israel, made Israel vì hãng Tadizan là của Israel. Viên pin chưa đính sẵn dây rắc cắm đỏ đen hoặc với đầu rắc chuyên dụng cho từng loại BOC. Chúng tôi có kỹ thuật để gắn các loại rắc chuyên dụng theo từng loại BOC đặc biệt. Hàng chính hãng có giao tận nơi, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều, vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340, xem thêm tại website pinu.vn hoặc pinu.com. Xin cảm ơn.